Em xin chào tất cả anh chị và các bạn. Cô chú anh chị mình nhìn hình ảnh này là thấy chúng ta đang ở vùng quê rồi ha. Đây là cái vườn sầu riêng của em. Đây của gia đình em, của cha mẹ ở dưới quê trồng nè. Những cái trái thì mới thu hoạch xong hồi mấy tuần trước rồi. Bây giờ thì tái tạo lại vô phân. Bây giờ Sài Gòn là bây giờ vùng quê này bây giờ là 6 giờ chiều. Quen Sài Gòn là nên gì cũng Sài Gòn. Ở đây là thuộc huyện Cai Lậy, một cái xã nhỏ nằm ở huyện Cai Lậy. Xã Long Khánh. Nơi đây gần với cái bến phà Ngũ Hiệp rồi khu vực vườn trái cây sầu riêng, rồi ở khu vực, nói chung khu vực này thuộc miền Tây. Nói nôm na cho các anh chị hình dung ha, miền Tây. Ở đây có rất là nhiều trái cây, vườn trái cây. Ở đây cây mít nè. Hôm nay chúng em có một buổi cắm trại ở trong cái khu vườn này. Mời cô chú anh chị mình cùng tham gia chơi cho vui, biết đâu trong những hình ảnh này bà con lại thích những không khí, cái hình ảnh của cái vùng quê. Mình coi Sài Gòn rồi, bây giờ hôm nay mình lại đổi không khí ha, đi về vùng đất ít xe cộ, ít khói bụi. Em đang đi trên con đường quê nè. Con đường này là do người ta làm để đi vô những ngôi, cũng những cái khu vườn này nè. Tụi em cắm trại ở trong cái cuối vườn này. Đằng kia xa xa có cái nhà xanh xanh đó. Cái nhà đó thì nhà để người ta giữ vườn, để phân thuốc rồi đó, chứ người ta không ở. Khu này ít nhà lắm, chỉ có cây thôi, cây và cây. Cây sầu riêng các anh chị thấy nó có hình giống như cây kiểng bonsai vậy đó. Tiếc là đi về hơi trễ nên sầu riêng đã thu hoạch rồi. Người ta thu hoạch, người ta cắt hết rồi. Bây giờ trồng không giống như ngày xưa nữa. Khi mà trái gần chín là sẽ có người lại và người ta ra giá, lúc đó người ta sẽ tự cắt, mình không cần phải làm gì hết. Các anh chị thấy những cái ống nước xanh xanh này là những cái hệ thống tưới tự động. Khi mà mình mở công tắc điện ra đầu kia thì máy bơm nước xịt tới những cái gốc cây này. Và ở đây nhà em có trồng cây chanh nữa nè. Đó. Đó, cây chanh. Và cái trại của chúng em đằng kia màu cam cam. Rồi mời bà con mình cùng tham gia chơi cho vui nha. Trải nghiệm một cái chuyến cắm trại ở cái vùng quê hẻo lánh, xa xôi đối với Sài Gòn. Ở đây chúng ta có đống lửa nướng gà. Hôm nay mình ăn gà nướng nha. Nãy này quá lửa nên bị nám khói vô đó rồi. Đây gà nướng chắc gần chín rồi. Ngồi nói chuyện khoảng 11 giờ. Có thịt ba rọi nữa nè. Đây về chút cái sầu riêng mình tà ra. Đó, có lý quá. Cậu gì đám cái cậu gì cậu ganh mình tà ra. Anh Dũng cho mượn cái đèn anh Dũng. Đây. Rồi cho nó sáng. Dạ ba anh em ở đây nướng cái này rồi dùng đi. Dạ. Cậu đi đám rồi cậu đi ganh tà ra. Dạ. Nên sơn này chín này, anh sơn này gấp anh sơn này. Cái này chín này nè. Lấy cái gì? Cái lấy gì chui, đừng có bước quá. Có cái khăn giấy đâu vậy? Nó khăn giấy sau lưng anh đó. Đây nè, cái này sạch nè, để lên đây nè. Đây là lâm chì đâm. Lao cái nắp son á. Làm sao cái đó là bên cái gà. Hả?
cái đít lưng thì chín rồi nè, nhưng mà cái khổ cái chính đầu cái cánh chưa à, giờ không ấy mình vẽ mình lấy ra thôi, cái nào mà cảm thấy chưa chín là xong mình để lên hông lại, để hâm lại thôi, xong ngược lại cái mau cho mình dùng chứ ngồi hoài đói sao chịu nổi. Có chiếc mắt để mẹ. Ồ, cái miếng thịt này ngon nè, dạ, trong cái rổ á mày cỡ trong cái vỏ đó anh vô có nãy cậu đâm ra rồi đó, giờ đi gọi đèn kiếm tới chanh. Ừ, quên ha, chanh hả, chanh là kia cái bò chanh này nè. À, quá à, bây giờ mình ginh con gà ra nha. Ginh con này xuống ha. À, chuyện cái mâm mà đỡ anh Dũng ơi. Cái mâm này hả không? À, đúng rồi. Rồi rồi đèn vô đi. Bây giờ thơm quá, thơm mùi ngũ vị hương. Quá ngon, quá hấp rồi. Dẫn. Đó. Con này chín chắc rồi. Chín rồi, con xé nha. Cái nào khác á mình bỏ. À, đây có muối ớt rồi. À. Quá đã. Xé nha. Trong quá đi. Anh để nguội xíu đi, xíu nguội xíu đi. Ừ. Rồi, bây giờ chanh thì mình cho vô đây luôn. Ừ, muối ớt. Cắt mình cho vô đó luôn. Kệ cho muối ớt. Ông cắt ít thôi. Dạ, ít thôi chứ mà sợ nó mưa lợp đợp lợp đợp. Ngoài trời đang trời lại đang giữa mưa. Mưa nhưng mà không sao, ngồi đây thì mình có cái mái che, có cái liều cứ ngồi anh em ở đây có lá chuối hay là cứ chảy ra ăn. Ánh lửa bập bùng. Nghe. Rồi ok. Ở ngoài trời đang mưa lập bập lập bập lập bập. À, cảm giác rất là thú vị. Rất là thiên nhiên. À, cái gì thấy ngoài trời đang mưa nè. À, nghe tiếng ếch kêu. Ở trên đây thì có cái mái che rồi. À. Vậy là có hai con gà, một con gà chín rồi. Thế là anh em trên một cái lá chuối như thế này. Bây giờ thì mình cử đại diện là mình sẽ xé con gà này. Này cho anh Dũng xé gà nha. À, xé gà. Xé cho đều nha. À, xé cho đều. Ừ. Tất cả đều xé làm ba hết nha. À, nóng cái đùi cũng phải làm ba. Còn nóng, còn nóng. Còn nóng. Này gà tre nè. Nhìn à, nó giống như con le le, nó nhỏ xíu. À, à chút xíu. Đó. Thịt nó dễ lắm. Wow. Quá. Cắt cắt khứa khứa ra. Đó. À. Một miếng. Sao thịt à, khét không? Khét hả? Sợ con kia khét. Giao nhiệm vụ mình canh con gà thứ hai với mấy mấy. Cái này nóng quá. Để yên tâm đi. Thơm quá. Con gà thịt vậy. Sắp có một cái miếng thịt nữa rồi. Rồi. Đó, anh em cứ ăn bằng tay cho nó sướng. Đó, mình có sẽ wow. Có một mớ. À, thế là bây giờ cho này nướng thêm ly ra đi rồi mình cho nó xuống. À. Ly và có một tí bia, làm không có thể thiếu được là bia. Rồi, vui bia thì thế anh em chúc mừng. Không biết là chúc mừng cái vụ gì đây nhưng mà đại khái gặp nhau là vui. Chúc mừng vì mình có thời gian để cuối tuần đi giảm stress nè. Chứ lúc trước mình lu bu quá. Mình muốn rảnh là được ha. Đây mình không suy nghĩ được cái chuyện này. Quan trọng là quan trọng là mình thu xếp thôi. Lúc nào cũng bận rộn. Bận rộn đôi khi công việc thì mình về một cái thôn quê nghe tên tiếng ếch nhái rồi. Rồi gặp nhau nói chuyện tâm sự. 2 3 vô. 1 rồi, 2 3 vô. Chúc sức khỏe. Mời bà con cô bác. Quá. Quá đã luôn. Sao uống cái này đã hơn cái nhà hàng ta? À. Ừ. À bây giờ thử con gà nha. Đang nói khác thì thử miếng gà. Ai da. Làm miếng đi. Chấm miếng muối. À mời anh chị cùng thưởng thức nha. Gà nướng. Không á. Phải xé ra mới được. Tao nóng quá, quan trọng là nóng. Rất là dai. Thơm. Làm nữa làm trước à. Nó nhanh thiệt. Wow. Thơm cái mùi muối lại có rau thơm ta. Nghe nói như có rau thơm. Có rau trong vỏ à. Chấm. Mùi dưa leo luôn. Đó. Này mẹ mẹ chuẩn bị rất là đầy đủ luôn rồi. Phúc quá. Có muối tiêu nha, cà ớt nè. Trời ơi. Dạ. Cái này mình phải chấm lại muối muối ớt chấm nhẹ thôi, chấm chấm nhiều quá nó mặn lắm. Chính vì vậy nên mới là muối hột á. Ừ. 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 Cái trái ớt nó thơm không?
ớt cay không? Ớt thấy không? Thế à? Ớt chim mà, ớt chim chim ỉ á. Ớt chim ỉ cay lắm à. Nhưng mà anh ăn thì thấy nó ngon á. Nó thơm chứ không có cay hổng. Ừ, ngon. Cái món này mình bốc ăn mới ngon. Wow, chấm. Chấm miếng nha. Rồi mời em chị nha. Canh miếng thịt con Lâm. Ừ. Miếng dưa leo vô. Con gà chín luôn à? Chín rồi, chín rồi. Chắc luôn, chín chắc luôn. Bữa nay nướng gà ngon. Con quái đầu tưởng là coi như hồi hộp. Nãy sao trời mưa? Nãy đang nướng mà trời mưa tới là thấy thôi rồi rồi. Tưởng là bữa nay nhịn ăn rồi. Này còn những miếng bà rồi. Rồi em xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo. Dạ, em cũng xin tạm dừng. Ăn uống nhòm nhèm thì cũng xin lỗi. Cũng không quen không quay như thế này. Dạ xin lỗi trước. Chia sẻ cái món ăn dân dã miệt vườn cho bà con cô bác mình xem chơi. Có dịp mình lại đây mình dùng thử ha. À. Là ba cái thịt nó dai lắm, cái xương nó lại cứng nữa, rất là ngon. Một con gà khoảng chừng hơn nửa ký à. Hôm bữa nào phải đi vệ sinh cái máy, cái máy gì nữa nó đi rồi nó tùm lum tùm la hết. Cái xanh xanh kia là gì vậy? Được. Đó cũng là nói chung dân dã. Ồ, thì cũng thưa anh chị là mình chấm với muối, muối ớt thôi, muối muối hột đó. Nè, sắc ra từng miếng ngon nè, không thua nhà hàng nha. Để cầm coi. Lấy nét, lấy nét cho tôi. Thật thiên nhiên. Organic. Quá đã luôn. Nó không phô kết nét được. Thiếu ánh sáng phải không? Nó thiếu ánh sáng. Lấy tấm thớt là một con gà đang nóng ở phía dưới làm thớt. Chắc cũng không ai bắt chước mình được. Cái này ăn trong điều kiện thiếu thốn mà. Cái này là cái đầu gà. Ngon á, ngon á. Ngon. Ngon gà. Đây mình cuốn vô rau nè. Hết sảy. Nè, cuốn vô cải bẹ xanh nè. Cải nhà nhỏ nhỏ lên ăn luôn xương luôn được. Quá đã. Quá happy luôn á chứ. Ôi, sướng quá, bây giờ mình làm một miếng thôi. Rồi. Này. Bây giờ cải bẹ xanh. Và một miếng cải bề xanh để là miếng thịt, thịt. Cuốn nha. Hai miếng đi. Hấp dẫn quá. Qua đây. Muối ớt đâu? Đây. Có thịt chấm muối ớt. Không có gì chấm đó. Mình đang trong điều kiện thiếu thốn mà. Đây này phải chấm nước tương. Nhưng mà thịt ớt cũng vừa ăn rồi. Chấm. Quá đã luôn. Gần rộng mà. Chấm. Nướng nãy giờ. Trời ơi. Rồi mời các anh chị nha. Đi. Bỏ miệng. Đúng rồi, ngon quá. Cái lớp da, cái lớp nó sụt sụt sụt, cái giòn giòn nó ngon. Ừ. Quá ngon. Thật ra thịt nó ướp ướp cái kiểu này nè, rất là ngon. Ngũ vị hương với tí muối, tí đường. Không thể thiếu. Vô nè Lâm. Vô. Vô. Quá đã. Quá đã. Ngồi trên lá chuối mát thiệt á. Mấy con gì kêu vậy? Ếch á, quần quang, quần quang. Đặt 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 đặt. Ăn rồi khỏi từng nốt cơm. Bữa nay ăn quá trời protein luôn. Mà người Việt Nam thì ăn á lại muốn cơm quen. Có dịp nào ba anh em mình á về đi chị em nhà mình rất là có nhiều trò tiếp xử lý tiếp. Bây giờ mình tới màn nướng ốc. Những con ốc bu được bắt ở dưới ao nè. Ốc thiên nhiên quá đã. Nghe tiếng ếch giữa khu vườn vắng vẻ này.
cảm giác rất là thú vị. Này cái chân chút nó nổ văng vỏ. Không, mình trở lại, trở cái mặt nó lên ha. Ồ, nghe tiếng mấy con này ngủ đã luôn á. Những con ốc đồng. Rồi sau một đêm cắm trại thì bây giờ anh em bắt đầu gỡ lều và đi về Sài Gòn thôi. Còn đây là khu vườn của em thì tối qua các anh em cắm trại đây. Và bây giờ sẽ tạm biệt bà con trong cái video cắm trại ngày hôm nay. Chúc bà con ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc.